Đây, đây, con này, không cắn này. Không cắn này. Không, nó nhạt lắm, nhạt lắm. Nhạt thì, đó, nhạt thì. Nhạt thì. Con này mình có bán không? Đấy, bán 200 nghe. 200 hả? Đó, mua không? 200 mua không? 200 mạch quá. Đất gì, mua không? Bữa này khím ấy. Cái vẹt ấy, ăn kim vẹt đó. Khím ấy. Hồi trước em làm con em ăn cái gì lấy hết mà. Hai con nào? Không cắt đâu. Sao con này nó cụt đuôi ấy nhỉ? Ôi, nhiều thế. Đây vẹt của em á. À. Đây cũng không cắt nè. Nó không cắt đâu. Đó, nuôi thả thế nào cho thả luôn. Cứ thả luôn á, cứ thả luôn á. Thả luôn. Đó, mình nó cắt, không bay đâu. Mình cắt cắn của nó rồi sao nó bay được? Gì cắt cắn này. Đâu có cắt đâu. Đây này mày. Đấy, cắt nè. Cắt đây này, cắt đây. Không phải cắt đâu. Con kia có bán không? Cái đây tiền nó bao nhiêu? Ủa, đây nếu mà mua 200 bán 200 không? Vẹt bố này khiếm lắm. Đây khiếm lắm á, hiếm con à. Thôi thôi, thôi. 200 á, nếu đây để lấy. Đẹp quá, đẹp quá. Không cắt đâu, không cắt đâu. Không cắt mà. Ai cơ sở đi, nó không cắt đâu. Đấy, cắt. Bình à. Con này là bán bao nhiêu đấy? Vẹt em. Ôi thôi nó sợ. Không bán bao nhiêu? Không phải bán. Không tập ly. Đúng về. Về đến có 100 á. Được thật. 100 á. Thế thì 100 à. À thôi. Bây giờ kiếm kiếm tìm. Ủa? Sao này bảo 50 mà ăn cu? Đâu, vẹt em. Vẹt em đâu? Em đó, em nhỏ. Thôi vẹt em nhỏ là em. Bạn em bán con nào đâu? Bên này hả? Hả?